chùa Hà, ngôi chùa thiêng cho những người cầu tình duyên. Chùa Hà có tên chữ là Thánh Đức Tự, trước tọa lạc ở thôn Bối Hà, xã Dịch Vọng, huyện Từ Liêm, nay là phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chùa Hà có tên chữ là Thánh Đức Tự. Theo tích xưa kể lại, chùa Hà ở Hà Nội do một gia đình làm nghề gốm sứ có quê ở Bối Khê Công Đức xây dựng. Hiện nay, lăng mộ thờ gia đình vẫn được lưu giữ trong chùa. Bên phải chùa này là ngôi đình Hà, làm hoàn toàn bằng gỗ quý, thờ hai vị Thành Hoàng là Triệu Chí Thành và Chu Lý, các tướng của Triệu Việt Vương thế kỷ thứ 6, có công chống giặc Lương. Qua thời gian, ngôi chùa đã trải qua rất nhiều lần trùng tu, sửa chữa và tôn tạo, với tầm vóc ngày càng to đẹp, khang trang hơn. Chùa là điểm đến vàng những ngày lễ Tết, mùng rằm, mùng 1. Tuy vậy, nhắc tới chùa Hà, nhiều người mách đây chính là ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng nhất đất Thăng Long. Không biết nguyên cớ từ đâu và từ khi nào, nhưng với nhiều nam thanh nữ tú muốn cầu duyên cho bản thân thì chùa Hà là điểm đến đầu tiên. Khách hành hương Phật giáo tin sự linh nghiệm tại đây cũng không cứ ngày Tết mà bất kể khi nào, nhất là vào ngày rằm, ngày mùng 1, nếu có dịp ghé thăm chùa Hà. Rất nhiều các bạn trẻ, đa số là các bạn nữ, tới để dâng hương, xin sớ, xem quẻ, cầu duyên. Một đặc điểm nổi bật nữa là dọc các con phố dẫn vào chùa Hà chỉ bán hoa hồng. Hoa tượng trưng cho tình yêu. Các cửa hàng lưu niệm quanh ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội này cũng bán rất nhiều vòng, nhẫn, mà cái nào cũng đi theo kèm đôi, cặp. Đầu năm mới, lên đền, lên chùa, ngoài cầu phúc lộc, sự bình an, nhiều nam thanh, nữ tú còn cầu chuyện tình duyên của năm mới, để năm mới có nhiều may mắn và tìm được ý chung nhân. Không có ngôi chùa, ngôi đền nào riêng biệt cho chuyện cầu duyên, cầu hạnh phúc cá nhân. Tuy vậy, tiếng lành đồn xa trên khắp dải hình chữ S xinh đẹp. Mỗi vùng miền đều được dân gian truyền miệng. Có những đền chùa rất linh thiêng cho việc cầu duyên. Ở đất Thăng Long nổi tiếng nhất là chùa Hà, rồi đến Am Nhị Châu ở đền Cổ Loa, huyện Đông Anh. Bên cạnh đó, khá nhiều ngôi đền chùa được người đời truyền nhau rất thiêng trong việc cầu tình duyên cho đôi lứa, như ở đền Gióng, Sóc Sơn, chùa Hương, vân vân. Tại Ninh Bình có ngôi chùa với cái tên nghe rất lãng mạn là chùa Duyên Ninh. Đây cũng là một địa điểm để cầu duyên có tiếng. Ngược lên miền Đông Bắc của Tổ quốc, Lạng Sơn, nơi
cũng có rất nhiều đền chùa, các lễ hội độc đáo. Trong đó phải kể đến ngôi đền Bắc Lệ. Đầu năm mới, ai cũng mong bản thân mình được hạnh phúc, tình duyên xuôi chèo mát mái. Chùa Hà không chỉ là nơi cất giữ một vẻ đẹp truyền thống, vẻ đẹp cổ đậm chất Việt Nam, mà còn là nơi ẩn chứa những giá trị lịch sử của dân tộc. Ai đã một lần đến đây thắp hương, xin đài, xin lộc, đều mang trong mình một niềm tin vào sự linh ứng cho những mong muốn của mình.